Cung Tuấn cho Dương Dương hít khói khi cùng lên bìa tạp chí. Cùng lên bìa tạp chí, Cung Tuấn cho Dương Dương hít khói với thành tích đáng nể. Dương Dương và Cung Tuấn là những cái tên chưa bao giờ hết hot của màn ảnh Hoa ngữ. Một người là tứ đại lưu lượng, một người là minh tinh lưu lượng thế hệ mới. Cả hai đã có màn đụng độ cực căng trên bìa tạp chí mới đây. Bazaar và Cosmo đồng loạt phát hành tạp chí tháng 11 với nhân vật trên trang bìa lần lượt Dương Dương và Cung Tuấn. Hai nam thần xuất hiện với concept người đàn ông trưởng thành quyến rũ khéo léo, khoe đường eo và cơ bắp tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả là sự chênh lệch về số lượng tạp chí bán ra. Nếu như lượng tiêu thụ Bazaar Dương Dương là 4.000, thì của Cosmo Cung Tuấn hơn 50.000. Đây quả là sự khác biệt đáng kể. Nhiều fan cho rằng Dương Dương tập trung đóng phim vì đã không còn đi theo hình ảnh diễn viên thương mại, nên điều này là dễ hiểu. Ngược lại, Cung Tuấn lại rất được lòng các nhãn hàng tạp chí, gương mặt quảng cáo hải ra tiền của Cbiz. Hiện tại Dương Dương đang miệt mài trên phim trường Khỏi Lời Nhân Gian Của Tôi. Cung Tuấn cũng có A Lạc Chuyện đóng cặp cùng Địch Đại Nhật Ba sẽ lên sóng vào tháng 11 năm nay. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.